Sau cú chặt bóng vừa như in của Martin Odegaard, Granit Xhaka băng xuống và tung cú đánh đầu dũng mãnh ấn định tỷ số 4-1 trước Leeds United. Anh chạy về góc sân, ăn mừng với đôi tay hình trái tim và gửi một nụ hôn tới những Gunner đang ngất ngây chiến thắng tại Emirates. Hình ảnh đó hoàn toàn trái ngược với những gì mà Xhaka đã từng trải qua hơn 2 năm trước. Tháng 10 năm 2019, cũng chính tại Emirates, Xhaka rời sân trong những lời la ó của chính các Sevilla. Trận hòa 2-2 trước Crystal Palace cùng màn trình diễn bạc nhược của pháo thủ trong quãng thời gian trước đó khiến các Gunner nổi cơn thịnh nộ. Xhaka trở thành vật tế thần, một phần vì anh là đội trưởng, một phần vì phong độ của cầu thủ người Thụy Sĩ kể từ đầu mùa là quá kém cỏi. Đáp lại những lời la ó, Xhaka đưa tay lên tai một cách đầy thách thức, cởi bỏ áo đấu và đi một mạch vào thẳng đường hầm. Hành động đó chính là giọt nước tràn ly khiến Xhaka bị tước băng đội trưởng, và tin đồn về việc anh chia tay với Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ngày một nhiều trên các mặt báo. May mắn thay, viễn cảnh ấy đã không tới. Thời điểm niềm tin của Xhaka chạm đáy, huấn luyện viên Mikel Arteta đã xuất hiện và cứu rỗi anh khỏi vực sâu của sự thất vọng. Tiền vệ người Thụy Sĩ dần lấy lại phong độ và trở thành một trong những nhân tố then chốt trong đội hình của pháo thủ. Dưới thời Arteta, Xhaka không còn phải đóng đinh ở vị trí tiền vệ trụ mà thường xuyên dâng cao để trở thành một cú đấm thép từ tuyến hai. Hình ảnh đó đã dần hình thành từ mùa giải trước và trở nên rõ nét hơn bao giờ hết trong mùa giải năm nay. 7 bàn thắng sau 39 trận, trong số đó có 4 bàn thắng sau 5 trận gần nhất, chưa khi nào người ta thấy một Xhaka bùng cháy trong màu áo Arsenal như lúc này. 2 năm trước, Xhaka bao quanh bởi những tiếng la ó tại Emirates. Và 2 ngày trước, anh gửi tới các Gunner một nụ hôn gió và một nụ cười. 2 năm trước, Xhaka từng căm phẫn khi phải nhận những lời công kích nhắm vào gia đình mình. Tuần trước, anh bắt chước điều ăn mừng xòe tay trước mũi của cô con gái sau bàn thắng vào lưới Sporting Lisbon. 2 năm trước, Xhaka thay ảnh đại diện Instagram từ hình ảnh đeo băng đội trưởng Arsenal sang hình ảnh đeo băng thủ quân Thụy Sĩ. Giờ thì ảnh đại diện của anh là chiếc áo số 34 quen thuộc kèm dòng status: hãy tin vào bản thân mình. Bạn mạnh mẽ hơn những gì mình nghĩ, tài năng hơn những gì mình biết và đủ khả năng hơn những gì mình tưởng tượng. Niềm tin của huấn luyện viên Mikel Arteta cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng niềm tin ấy sẽ trở thành vô nghĩa nếu Xhaka không tự tin tưởng vào bản thân, không tự đứng dậy sau những lần gục ngã. Tinh thần self-belief đó cũng là thứ mà Arsenal cần nhất vào lúc này. Ngót nghét gần 20 năm sau thành tích bất bại mùa 03-04, các Gunner mới lại cảm thấy gần chiếc cúp bạc Premier League đến thế. Và trong bối cảnh hiện tại, Arsenal không cần quan tâm tới bất cứ đối thủ nào ngoài chính họ, như cái cách mà Xhaka đã nói sau trận thắng Leeds đêm thứ Bảy vừa qua. Chúng tôi tập trung vào bản thân và không quan tâm tới việc các đội khác thi đấu như thế nào hay họ ghi được bao nhiêu bàn. Nhiệm vụ trước tiên của chúng tôi là phải giành chiến thắng, và đó là điều mà chúng tôi vừa làm đây. Granit Xhaka có thể không còn là đội trưởng của Arsenal, nhưng chắc chắn anh là đại diện rõ nét nhất cho tinh thần của pháo thủ trong mùa giải năm nay. Một chiến binh đầy máu lửa, một niềm tin mãnh liệt vào bản thân, và trên hết là một nụ cười được tìm lại sau rất nhiều thăng trầm tại Emirates.